Một lúc là nó hai thiết bị đang dùng được luôn đấy, bây giờ nhá. Mà nó không có hoàn toàn, không có độ trễ, độ lag nào bây giờ đấy. Cực kỳ là chất và cực kỳ là hiệu quả luôn. Dành cho các bác nào ở vùng sâu vùng xa này, hoặc các bác nào ở nơi mà cái đường truyền internet hoặc cáp quang không thể kéo được, mà các bác muốn truy cập mạng, truy cập internet, thì đây chính là bộ phát sóng wifi lắp sim 4G tốc độ cao mà các bác đang sử dụng ngay. Bộ phát wifi Letter tốc độ cao CBE101. Đây là một bộ phát wifi hiện hành đang bán chạy nhất thị trường Việt Nam các bác nhá. Thì hôm trước em Quang có review thì được rất nhiều bác yêu thích. Thì các bác có nhu cầu đặt thêm cái sản phẩm thì em đã về 50 chiếc dành cho 50 bác nhanh tay các bác nhá. Đây đấy, đây chính là bộ phát wifi. Thì không nói nhiều nữa, bây giờ em Quang để test thực hành thực tế cho bác biết chất lượng sản phẩm như nào. Đây, đơn giản các bác chỉ cần là tháo cái nắp bên dưới đây, lắp một cái sim 4G của bất cứ một nhà mạng vào bên trong thiết bị này là nhanh chóng nó phát wifi truy cập 20 đến 30 thiết bị TV, laptop, camera và rất nhiều thiết bị các bác nhá. Đấy, và đặc biệt cái này nó phù hợp với tất cả dòng sim hiện hành đang có tại Việt Nam như là Mobi, Vina, Viettel, tất cả dòng sim đều sử dụng được. Thì bây giờ em Quang sẽ lắp vào đây một chiếc sim của nhà mạng Mobi, còn tất cả dòng sim khác thì các bác làm tương tự. Đây, em Quang lắp vào đây một sim Mobi này. Đấy, lắp vào đơn giản, các bác có thể cho cái mặt bằng này, đấy, nó vào trong, còn cái mặt cạnh này ra ngoài giúp em. Đây, em Quang lắp thực tế cho các con chất lượng sản phẩm như nào. Đây, các bác nhìn đây ạ. Đây chính là khay sim, bác nhìn ra. Đấy, đây là khay sim này. Đấy, các bác chỉ cần cho cái mặt là bằng này vào bên trong, cái mặt đầu nó úp vào cái phần mặt đầu của nó luôn nhá. Đây, đấy. Như thế này bác đẩy vào giúp em. Đấy, đẩy vào như thế này là được rồi. Ok chưa? Đấy. Sau khi lắp sim vào thì bác đóng nắp vào giúp em nhá. Đóng nắp vào. Đây cái nắp này, nó có cái đóng nắp rất tiện nghi. Đấy. Thì sau khi lắp sim vào thì đây này, đây là một cái khay này, nó giúp các bác là lắp cái anten vào đây. Đấy. Bên dưới đây nó bộ phận của chiếc máy, nó có hai cái anten, hai cái dâu anten. Những cái bộ phận mà và bộ phát wifi mà nó có những cái dâu anten này á, nó giúp các bác thu và phát sóng vô cùng mạnh mẽ luôn, thu cũng tốt là phát cũng mạnh các bác nhá. Đấy, thì lắp vào đơn giản, bác nhìn này, đấy, nó có hai cái gem này, đấy, nhìn nào, nối vào chứ không, nối vào như này nhá, đấy, bác nối như thế này, bác vặn là giúp em rất nhanh chóng thôi. Đấy, đây là một bộ phát wifi cực kỳ là thông minh và tiện dụng luôn. Ok chưa? Các bác dành đem đi đâu cũng được, các bác đi công trình, công đồ, các bác đi đồi, đi núi đều sử dụng được các bác nhá. Ok chưa? Đấy, cắm vào như thế này, ok, xong chưa? Đấy, như thế này là các bác lắp anten vào đâu đấy rồi. Đấy, thì bên dưới phụ kiện này nó sẽ kèm cho bác một cái dây mạng LAN. Cái dây mạng LAN dành cho các bác, có một số bác bảo là cái máy này nó có chơi game được hay không? Máy tính cây của em là máy tính cây để bàn chơi game có nối được không? Có, cái này bác kể cắm cái dây mạng LAN này này. Đấy, cắm trực tiếp vào cái đây. Đấy, sau đó cắm trực tiếp vào cái máy tính cây để bàn là các bác truyền trực tiếp lên, hoặc các bác là có camera, hoặc các bác nào có một cái số cái sản phẩm như TV thì đồ mà nó có nhu cầu rồi cắm dây mạng LAN các bác cắm trực tiếp lên mạng LAN luôn nhá. Cực kỳ là tiện ích luôn các bác nhá. Đấy. À, và đây là một cái cục adapter, tức là cái cục cắp nguồn điện cho nó. Đây ạ. Đấy. Cục adapter này là cục auto xịn 12V trên 1A. Đây 12V trên 1A. Đấy. Có một số bác đi khu vực rừng núi đấy, các bác bảo là thế cái cục adapter này bên tôi nó không có điện 220V thì có thể đấu được cái bình ắc quy hay không? Em Quang trả lời bác là có được các bác nhá. Nhưng lưu ý giúp em, các bác cần cái cục adapter khi các bác tháo ra thì các bác nó phải tách ra hai cái đường dây riêng, một cái đường dây âm mà được một dây dương, thì các bác cần đấu bình ắc quy là âm ra âm, dương ra dương, tránh đấu ngược nhau thì nó cháy các bác nhá. Đấy. Và cái này khi các bác đem ra đấy, bác đem cái thợ điện đấy, điện tử đấy, người ta sẽ dùng cái máy đo để người ta đo cái nào đầu âm ra đầu âm, đầu dương ra đầu dương các bác nhá. Ok chưa? Thì sau khi đã lắp sim vào đây thì bây giờ Quang cấp nguồn điện cho nó nhá. Đây, cấp nguồn điện này. Đấy. Các bác cắm vào như này đúng không? Là các bác cắm cấp nguồn điện cho nó. Ok chưa? Đấy. Cắm vào thì bây giờ Quang lấy chiếc đây, Quang cắm trực tiếp vào và test thực tế cho coi luôn. Đây, đấy. Bác cắm vào những cái nguồn điện 220V. Đây cắm này. Đấy. Khi bác cắm vào đây là đèn nó báo sáng này. Là như thế là bắt đầu đèn nó báo sáng. Khi bác cắm vào thì đây là đèn nguồn. Đấy, cái đèn này đèn nguồn này, nó báo hiển thị cho bác là đây là đèn nguồn. Và đây là một cái đèn nhận sim này, sim sóng hay không là cái đèn cuối cùng này bác nhá. Và đây là cái phát sóng wifi. Đấy. Và cái bộ phát wifi nó đa năng tiện dụng. Khi các bác lắp sim vào thì nó thành bộ phát wifi 4G. Khi các bác không muốn dùng 4G nữa thì các bác biến thành một router. Ví dụ các bác đang dùng một cái wifi ở nhà các bác muốn cắm thêm nữa thì các bác cắm cái dây mạng LAN từ cái wifi ngoài cột các bác cắm trực tiếp lên, bác kéo lên tầng 1, tầng 2, tầng 3 đều được các bác nhá. Đấy. Như thế này là nó nhận sim này. Đấy, nó nhận sim thì cái sóng đây nó bốn cột này, căng đét này, các bác thấy chưa? Đấy, nhận sim của Quang nhá. Sau khi nó nhận sim thì bây giờ Quang test thực tế cho bác coi chất lượng sản phẩm như nào bây ạ. Đấy. Bây giờ Quang sẽ lấy chiếc điện thoại của Quang test thực hành cho bác coi chất lượng sản phẩm như nào. Đấy. Thì bây giờ Quang sẽ vào phần cài đặt của máy điện thoại. Đấy, vào phần cài đặt của máy điện thoại để Quang test cho bác coi. Vào máy gọi điện này. Sau đó anh Quang sẽ tìm đến cái mục wifi, đấy bấm một wifi giúp em này. Đấy, thấy chưa? Đấy. Thì hiện tại đang kết nối wifi của gia đình nhà em là Quang Review. Nhưng các bác chợt để dưới đây nó có tên wifi là 4G CBE1DA1. Đấy, chính là wifi này nó phát ra. Đấy, anh Quang nhìn cho các bác coi này. Đấy.
cái wifi của nó là 4G CBE1D1, đây đấy, cái tên wifi này đấy, 4G CBE1DA1, và bát guốc của cái này nó là 1 2 3 4 5 6 7 8. Cái tên wifi và bát guốc này các bác dễ dàng thay đổi khi bác điện vào cái địa chỉ ID là 192.168.0.1 của bác nhá. Cái video mà hướng dẫn đổi tên wifi mật khẩu này thì em Quang có làm riêng rồi bác nhá. Bây giờ em Quang sẽ hướng dẫn test cho bác con thôi, còn khi bác đặt bên em Quang thì bên Quang sẽ gửi video hướng dẫn cách đổi tên wifi cho bác con luôn. Đây đấy, cái tên wifi là 4G CBE1DA1 này, bấm vào kết nối giúp em. Đấy, sau đó bác nhập mật khẩu giúp em. Đấy, mật khẩu đó là em Quang đã nói với bác rồi, mật khẩu đó là 1 2 3 4 5 6 7 8, ok ạ. À? Đấy, sau đó bấm từ kết nối ngay đầu, bấm vào kết nối giúp em. Đấy là nhanh chóng nó bấm vào nó kết nối, nó loát ra. Đấy, các bác chờ cho nó loát tích xanh ok đây thì các bác mới thoát ra, thì bác test nhá. Ok, đấy, nó tích xanh như này, ok này. Đấy, sau đó các bác truy cập vào, đấy, giờ vào YouTube đây. Đấy, sau đó các bác vào kênh YouTube của em Quang review để các bác test, để tránh vi phạm nhạc bản quyền các bác nhá. Đấy là kênh YouTube của em Quang review ạ. Đấy, các bác bấm vào xem này. Đấy, tốc độ mạng như nào, thấy chưa, cực kỳ là chất và cực kỳ là hiệu quả, bấm bắt là ăn luôn, nó không có độ trễ độ lag nào, thấy chưa. Đấy, bác phải kéo về này. Đấy, thấy chưa, kéo đi kéo lại mà nó hoàn toàn không có độ trễ độ lag. Đây em Quang kéo này. Đấy, như cái dòng khác thì nó phải loát, nhưng với cái mẫu này thì nó kéo bắt là ăn luôn. Đấy, các bác phải nhanh chóng chuyển sang cái bài khác. Đây em Quang kiếm cái bộ phát khác, em Quang chuyển sang đây bộ phát khác đây. Đấy, thấy không, bấm bắt là nó chuyển sang bài khác, thay vì những cái mẫu khác là nó phải loát hay là nó chậm hay là thế này, nhưng với cái này nó không như thế. Đấy, bấm vào nó ăn luôn, thấy không, cực kỳ là chất. Đây, đấy, bấm vào đây để bác ăn luôn, thấy không, cực kỳ là hiệu quả luôn, thấy chưa. Đấy, bấm vào bác cái kéo này, bác kéo này. Đấy, bác kéo nó không có độ trễ độ lag nào, kéo tiếp này. Đấy, tức là nó kéo thế này, thường thường nó cách khác thì nó phải dừng lại mấy giây để loát đúng không bác, nhưng cái này nó không, kéo ngược lại cho bác cô luôn này. Đấy, tức là kéo vẫn ăn luôn, thấy chưa. Đấy, chuyển bài nhanh chóng đấy, chuyển bài và chuyển sang một cái bộ phát, thấy không. Đấy, em chuyển tất cả những cái bộ phát ra các bác coi. Đấy, đổi tên wifi mật khẩu có làm video luôn. Đấy, bộ phát cầm tay có luôn. Đấy, chuyển sang rất là nhanh luôn, thấy không, em chuyển tốc độ nó nhanh như thế mà, em nhìn thấy không? Chưa có một bộ phát wifi nào mà đẳng cấp như thế. Thì hiện tại bây giờ em Quang đang để một máy, em Quang kết với nó. Bây giờ em Quang lấy tiếp một máy khác, em Quang test cho bác coi chất lượng sản phẩm thế nào. Đây đấy, bây giờ em Quang sẽ lấy một chiếc máy khác để em Quang test thực tế bác coi chất lượng sản phẩm thế nào, được không ạ. Đây đấy, bây giờ em cứ tiếp tục, em Quang vào phần cài đặt của điện thoại, em Quang vào phần cài đặt của điện thoại để em Quang kết nối wifi của nó và hình máy ra cưa đây đấy. Sau đó em Quang sẽ vào phần kết nối nhá. Đấy, sau đó em Quang tìm được cái wifi đấy, thì hiện tại đã kết nối wifi của nhà em là Quang review đấy, các bác chờ cho nó loát ra để nó tìm thêm. Đây đấy, cái wifi của nó là 4G CBE1DA1 đây. Đấy, bấm một kết nối giúp em, bấm một kết nối. Sau đó nó hỏi mật khẩu thì bác nhập vào cho em là 1 2 3 4 5 6 7 8 nhá. Đây 1 này 2 này 3 này 4 này 5 này 6 này 7 8 này, ok chưa. Đấy, các bác bấm vào đây để bác xem kiểm tra lại xem đúng rồi chưa. Ok, bấm vào từ kết nối giúp em. Đấy, bấm vào từ kết nối để nó kết nối nhá. Đấy, rất nhanh chóng thôi, đây là một bộ phát wifi mà tốc độ kết nối nó nhanh, truy cập mạng rất là tốt. Đây bao nhiêu này, đấy, cái là kết nối như thế này, đã kết nối là bấm thoát ra. Sau đó các bác vào cái YouTube các bác test giúp em. Đấy, vào kênh của em để tránh vi phạm nhạc bản quyền của nó bác nhá. Đấy, các bác bấm vào kênh YouTube là của Quang Review. Đấy, Quang Review đây. Đấy, đấy chính là kênh YouTube của em Quang. Đấy, có rất nhiều 50.000 người đăng ký kênh, một kênh uy tín hay không thì các bác biết thấy chưa? Bấm bắt ăn luôn, không có độ trễ độ lag nào, có gì chưa? Đấy, cực kỳ là chất và cực kỳ là hiệu quả luôn, có gì thấy chưa? Đấy, kéo là em Quang kéo bác coi này. Đấy, thường thường những khác nó có cái độ trễ độ lag luôn. Đấy, đấy, kéo vào đây, bấm vào đây cho nó xem luôn. Đấy, một lúc mà nó truy cập rất là nhiều thiết bị vào nó xem luôn, có gì chưa? Đấy, đấy, đó, đây bác bấm này. Đấy, thấy chưa? Nó một lúc nó đang truy cập rất nhiều thiết bị, cái này nó đang dùng được và cái này đang dùng được, có gì thấy chưa? Đấy, một lúc là nó hai thiết bị đang dùng được luôn. Đấy, có gì thấy chưa? Mà nó không có hoàn toàn không có độ trễ độ lag nào, bây giờ đấy, cực kỳ là chất và cực kỳ là hiệu quả luôn các nhá. Đây chính là cái bộ phận này các nhỉ. Đấy, em Quang kéo ngược lại này. Đấy, tức là hai cái này đang hoạt động, bây giờ đấy, kéo qua kéo lại đấy, kéo tới kéo lui này, tức là nó cái khác thì nó phải loát nhưng cái này nó không. Đấy, chất lượng sản phẩm như thế nào là cực kỳ là chất luôn. Đấy, có một số bác là bảo là em ơi thông số kỹ thuật như thế nào, chất lượng sản phẩm nó như thế nào, thì em Quang nói với bác em là nhà bán hàng đấy, sản phẩm này em Quang bán với các bác là khoảng 1.000 khách hàng đã sử dụng sản phẩm này rồi. Có những bác mua về xong giới thiệu và các bác ở vùng bác trong gia đình, các bác ở gần cạnh nhà mua về sử dụng tiếp. Đấy, em chỉ đánh giá qua cái các bác đã dùng rồi chất lượng sản phẩm nào với em Quang mới nhập về các bác nhá. Đấy, em Quang không cần biết cái thông số kỹ thuật nào giống như các bác đấy, cả mình lâu lâu mình mới mua một cái sản phẩm về, mình đâu cần nghiên cứu thông số làm là gì đâu. Cái vấn đề là tôi có sử dụng nó như thế không, có ổn định hay không mới là các bác. Một số bác viết là chip công nghệ mấy rồi ABC này nọ, thật ra cái sản phẩm này nó là cái sự người dùng, người ta trải nghiệm, người ta đánh giá, người ta nhìn nhận, người ta mua xong người ta đặt hàng lại thì nó mới là cái chất lượng sản phẩm tốt các bác nhá. Tất nhiên cái sản phẩm này bên em Quang ship về tận nơi nhận hàng, các bác cứ kiểm tra hàng, test hàng thực tế mới thanh toán, nên các bác hoàn toàn yên tâm. Đấy, các bác lưu ý giúp em, các bác nhận hàng về các bác cứ mở ra, các bác cứ chuẩn bị cho một cái sim 4G của bất cứ một nhà mạng.
Đấy, bác lắp vào bác test thử. Có một số bác bảo là bên anh có cung cấp sim luôn hay không. Đấy, thì sim bên em chỉ cung cấp sim Mobi thôi. Còn có một số bác có từng vùng, có một số bác dùng sim Viettel, có một số bác dùng Vina. Nên là tùy từng khu vực, bên em chỉ bán bộ phát wifi thôi. Còn các bác có nhu cầu mua sim Mobi thì bên em có bán kèm cho bác luôn nhá. Đấy, nhưng mà tùy từng khu vực, các bác dùng Vina, có Viettel thì các bác dùng Viettel. Không có, tùy từng khu vực, có như Viettel thì đồi núi thì nó tốt hơn. Đấy, nên là em Quang nói rõ cho bác luôn các bác nhá. Ok. Thì các bác quan tâm đến cái sản phẩm này, tại sao mà em qua có một số bác bảo không báo giá? Giá thì nó sẽ tùy từng lúc khu vực em nhập, có giá tốt, có giá rẻ. Và đồng thời thì bên em qua là cái sản phẩm nó giống nhau đúng không? Có một số bác coi em review thấy chất lượng quá, tốt quá, cái là lên đi tìm chỗ khác để xem là nó có giá tốt hay không. Nhưng đến khi cái giá tốt về bảo em ơi anh mua giống như chú mày, nhưng mà lại sao na ná giống chú mày, nhưng mà về mà dùng tôi thấy khác khác, không giống như mày quảng cáo. Đấy, các bác nhìn này, bốn cổng lan nó khác hơn. Đấy, hàng của nó hàng có tem bảo hành, có tem tất tật, đúng rồi, bảo hành 12 tháng theo check cả. Nó em nói bác này, nó giống như cái chiếc điện thoại của bác đây. Đấy. Hai cái mẫu điện thoại nó tương tự giống nhau nhưng mà chất lượng và chip công nghệ khác nhau. Có một số bán như Shopee, Lazada nó bán có điện thoại này có 4 triệu. Đấy. Nhưng ở trên các bác ra thế giới di động hoặc một số nơi nó bán tới cả mấy chục triệu một cái điện thoại nha, đúng. Nên các bác bảo đừng có đưa đánh giá là cái mẫu mã nó giống nhau mà chip nó khác nhau, nó hoàn toàn khác nhau các bác nhá. Đây là những cái sản phẩm em Quang đặt riêng từ nhà máy Trung Quốc các bác nhá. Ok chưa? Đấy. Sản phẩm sẽ được ship và giao hàng về tận nơi, nhận hàng, mở hàng, kiểm tra hàng. Các bác nhanh tay liên hệ được miễn phí ship nhận hàng chính hãng các bác nhá. Chỉ có 50 chiếc dành cho 50 bác. Đây là một trong những bộ phát wifi hiện hành đang bán chạy và được yêu thích các bác nhá. Cảm ơn các bác nhá. Hãy nhanh tay liên hệ qua số điện thoại hoặc kích vào đường link bên dưới để xem giá cũng như thông tin chi tiết các bác nhá. Qua số điện thoại liên hệ nhá. 0982519135, số thứ hai là 0377403526 các bác nhá. Hãy nhanh tay liên hệ và đặt hàng các bác nhá. Cảm ơn các bác đã luôn yêu thương và ủng hộ kênh YouTube của Quang Review và Mua 24 giờ. Kính chúc các bác gặp nhiều niềm vui và hạnh phúc trong sống. Xin chào và hẹn gặp lại các video lần sau.